Ngay trong thiền không gì sanh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Do vậy chính chân pháp là châu bao phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung. Con đường thanh lọc tâm là tu tập thiền định, chứng hiện tại lạc đô đức Phật hành ngợi khen. Không gì sanh bằng được, do vậy chính danh pháp là châu báu phù diệu. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Thanh tam vì bốn đôi là những bậc ứng cung. Đệ tử đấng thiền thể được thi giả tán thán, cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Chính tăng cung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu muôn hạnh cung. Bằng tu hành thiểu dục với ý chí kiên trì, khéo chân chánh phụng hành lời dạy đứng điều ngự, chứng đạt quả giải thoát, thể nhập đạo bất tử, lạc tru quả tình tịnh. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Vi như cột trụ đá khéo chôn chặt xuống đất, dầu bốn hướng cuộn phong cũng không thể lay động. Ba nói bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đế, cũng tự tại bất động trước tam pháp thế gian. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bằng thánh tu đà hoàng chứng tri ly thanh đế, được đức Gotama khéo thuyết giảng tường tận. Các ngài dù phóng dật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tam. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chân tri đoạn trừ ba kiết sử, thân kiến và hoại nghi, luôn cả giới căm thù, thoát khỏi môn đọa xưa. Bậc nhập lưu không tạo, sao bất thiện trọng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thánh tu đà hoàng dù vô tâm phạm lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không thể che giấu, được xưng danh hiện thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn, tình lạc và thù thắng, lợi ích chung hữu tình. Ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi, do vậy chính đức Phật là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng, bản vô pháp vô thượng, triển đạt pháp vô thượng, tuyên thuyết pháp vô thượng. Do vậy chính đức Phật là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, bằng tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tham muốn đã đoạn, các chủng tử không còn. Ví như ngọn đèn tắt, bằng trí chân niết bàn. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chung thiên nhân
các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tầm nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ đức phần bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu hành muôn hạnh phúc, chung thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tầm nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu hành muôn hạnh phúc, chung thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tầm nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chân dung bậc Như Đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha. Dạ, đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Thâm Má trên Bao Pháp mỗi ngày 2 giờ. Dạ, cảm ơn Phụng Lan, cảm ơn Trần Đạo, con tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York thì 9 giờ đến 11 giờ sáng. New York từ 1 giờ đến 5 giờ sáng, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng, con Nhật Quỳnh thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 7 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình thắng pháp Thâm Má, bài chính chân đế Aramat Asatya, biên soạn tỳ kheo Giác Đẳng, dẫn nhập tỳ kheo Giác Đẳng và được ngài Trị Siêu thuyết giảng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh Từ Bi Hoan Hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha, giá con kính dâng mít đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn.
Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi văn hỷ tập kinh lễ bái Tam Bảo và cảm ơn đã tràn cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Từ Siêu cùng chư Tôn Đức, Nhật Bình kính chào đạo tràng. Bài học hôm nay, giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma, bài chính chân đế Paramattha Sát Cha. Chúng con cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và con kính dâng bích đến sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đại lễ chư Tổ Thầy Sư, đại lễ chư Tôn Đức Thanh Cha tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về một số khái niệm tổng quan của Pháp Chân Đế. Có thể nói rằng Chân Đế ở trong sự trình bày đầy đủ chiếm gần trọn giáo trình của Thắng Pháp Abhidhamma. Và không có một người học nào khi mà đi vào Thắng Pháp mà lại không nắm được Pháp Chân Đế, thì hiểu được cái giá trị đặc thù của Thắng Pháp Abhidhamma. Và tất nhiên rằng không phải chỉ có trong một buổi học mà chúng ta hiểu được hết thế nào là Pháp Thắng Pháp, thế nào là Pháp Chân Đế, mà điều này đòi hỏi một quá trình dài, và chúng ta phải chiêm nghiệm rất lâu thì chúng ta mới hiểu chân đế là gì. Thế vì biết rất là dài, chúng tôi cố gắng để tóm rất tắt, rất là gãy gọn về Pháp Chân Đế ở trong bài học này. Đây là một khái niệm mang tính tổng quát trước khi chúng ta đi xa hơn. Và chúng ta đặc biệt sẽ nghe về cách phân chia Pháp Chân Đế, và qua đó quý vị có khái niệm là gì trong cái giáo trình được hướng dẫn. Bây giờ thưa mời quý Phật tử quan hệ hỷ đọc cho bài học, và sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu
vị giảng sư của chương trình hôm nay để nói rõ về ý nghĩa của bài học này. Xin quý vị cùng đọc cho. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày nay. Hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 7 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình thắng pháp, Abhidhamma 79 chân pháp, Paramattasaccha. Biên soạn tỳ kheo Giác Đẳng và dẫn nhập cũng tỳ kheo Giác Đẳng giảng dạy ngài Tỳ Siêu, con kinh mật chánh văn. Chân đế Paramattasaccha có nghĩa là sự thật của sự thật. Đối ngược lại tục đế là sự thật thường thức. Đây là lĩnh vực đặc biệt được giảng bởi thắng pháp Abhidhamma. Những thực tính này được hiểu quá khứ thế nào thì tương lai và hiện tại cũng không thay đổi. Nói cách khác là không bị chi phối bởi văn hóa, không gian, thời gian như sự thi thiết của ngôn ngữ. Thuật ngữ Paramattasaccha còn được dịch là đệ nhất nghĩa đế, có nghĩa là sự thật nguyên nguyên của các pháp, thí dụ như vàng là kim loại để chế tác ra những món trang sức mang tên khác nhau như nhẫn, dây chuyền. Ngài Tịnh Sự dịch là siêu lý, mang ý nghĩa cảnh giới của trí tuệ cao. Điều này giống như sự trình bày cơ thể con người qua ngành tế bào DNA, khác với sự giảng giải về thân thể theo sinh vật học bình thường. Phương cách nhận thức các pháp theo chân đế là cái nhìn vĩ mô khác với cái nhìn đại loại thường, tìm thấy ở luật tạng và kinh tạng. Ở đây, những ý niệm thiện, ác, nhân quả, năng sở được nói tới mức độ tế nhị khó tưởng tượng. Người học thắng pháp cần phân biệt rõ cách nói vĩ mô và cách nói đại loại để tránh những nhầm lẫn, trầm lẫn. Thí dụ, khi nói về tiến trình tâm thức với triệu triệu sát ra sanh khởi trong khoảng khắc, thì không cách nào can thiệp chuyển hóa. Nhưng đối với những luồng tâm thức được mô tả là tà tư duy, thì có thể áp chế. Thế, áp chế theo cách nói đại loại. Có hai cách phân chia pháp chân đế theo hai pháp hoặc bốn pháp. Chân đế được tính có hai, hữu vi và vô vi. Pháp hữu vi là pháp được tác thành do nhân duyên, bao gồm tâm thức và vật chất. Sự trình bày về pháp hữu vi gần như chiếm toàn bộ giáo trình thắng pháp Abhidhamma. Pháp vô vi là pháp không do nhân tác thành, chỉ cho niết bàn. Đây điểm có lãnh hậu nhất trong Phật học. Thắng pháp Abhidhamma cho thấy những góc nhìn tại sao niết bàn là cảnh của tâm mà không phải là pháp được tạo thành do tuệ giác. Chân đế được tính có bốn: tâm, thuộc tánh, vật chất và niết bàn. Các phân chia này rất phổ thông, mang tính cách giảng dạy của giáo trình. Ở đây, thuộc tánh và vật chất nằm trong pháp hữu vi. Nói tổng quát thì sự trình bày về tâm thức và những ý nghĩa liên hệ tâm thức chiếm phần lớn giáo trình thắng pháp, nên nhiều người gọi đây là một tâm lý học Phật giáo. Dù thực tế không hẳn vậy, tâm, thuộc tánh, vật chất và niết bàn thường được trình bày như bốn pháp chân đế theo hình thức giảng dạy, nhưng hoàn toàn không đối xứng trên phương diện ý nghĩa.
Nói rõ hơn là pháp chân đế có hai là hữu vi và vô vi. Pháp hữu vi có hai là danh pháp và sắc pháp. Danh pháp có hai là tâm và thuộc tánh, ngữ và nghĩa. Nói đến thắng pháp, một câu thường được nhắc tới là Abhidhamma Sapha Wagam Phiro. Thắng pháp thù thắng về pháp bản thể. Từ ngữ Sapha Quá được hiểu là pháp thực tánh, bản thể. Sự trình bày pháp chân đế Paramat Thasaccha giảng rõ thế nào là pháp thực tính, nhưng Paramat Thasaccha không đồng nghĩa với Sapha Quá. Có thể nói Sapha Quá là cách trình bày theo cách vĩ mô trong lúc Paramat Thasaccha chân đế nói lên sự thật vượt thời gian. Nên cẩn thận, mặc dù thắng pháp Abhidhamma trình bày thật nhiều về tâm thức, nhưng không phải là duy thức. Điểm này tạo nên sự khác biệt sâu sắc giữa Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Nguyên Thủy. Phải đi sâu vào giáo trình để có thể nhận ra điều này là tại sao, là điều quan trọng nên biết. Thử dùng khái niệm quen thuộc. Những nền văn minh cổ xưa ở châu Mỹ như văn hóa Maya vốn tách biệt hẳn với các châu lục khác, nhưng những kiến thức, tín ngưỡng, cơ cấu xã hội v.v. có rất nhiều điểm tương đồng các nền văn minh của nhân loại, bởi vì đó là những sản phẩm của tâm thức. Khi vui thì cười, khi buồn khổ thì khóc, phiền não thì tạo nghiệp bất thiện vân vân. Đó là những sự trạng mà thời nào, quốc độ nào cũng tương đồng. Pháp chân đế có thể hiểu là pháp như vậy. Những điểm cần nhớ. Chân đế là sự thật của sự thật hay pháp bản thể? Chân đế có thể chia thành hai là pháp hữu vi và vô vi. Chân đế đến có trình bày với bốn là tâm, thuộc tánh, vật chất và niết bàn. Minh họa chân đế trong biểu đồ chư pháp, điều đã nói và sách nói. Bài học trước là tục đế, bài học tiếp theo sẽ là tâm. Dạ, bản chánh văn đến đây đã hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tệ Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Con kính dâng bích đến Ngài. Kính Nam Mô Bụt Tha Gia, kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng. Kính chào chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay muốn học thắng pháp Abhidhamma, chúng ta học về cái pháp chân đế. Trước khi trình bày vấn đề này thì chúng tôi cũng xin đề nghị hai điểm. Điểm thứ nhất xin các vị ở trong ban điều hành chỉnh sửa dùng cái chữ trong những điểm cần nhớ, tức là gần cuối bài. Cô Nhật Quỳnh có nghe, có thấy được không? Những điểm cuối cùng để Đức Từ Tri cũng chú ý chỗ này.
cái câu chót đó, chân đế chứ không phải là chân đến. Quý vị có thấy chỗ đó chưa? Chân đế được trình bày chứ không phải là chân đế, không phải là chân đến. Ở đây chúng tôi đề nghị cái chữ khi ở trên chân đế là sự thật, ở dưới là chân đế có thể chia thành hai. Câu cuối cùng chân đế được trình bày với bốn là tâm, thuộc tánh, vật chất, vân vân. Bỏ chữ có đi, bởi vì chứ nếu chúng ta nói chân đế có trình bày với bốn tâm thì nghe nó sao đó. Thượng tọa giác thẳng dạ. Nếu thiếu thì chúng ta để chân đế có thể trình bày thì nó cũng không ổn, bởi vì có thể có nghĩa là nó trình bày theo cách khác được. Bây giờ chân đế ở đây được trình bày, chúng ta chỉ thêm chữ được là đủ rồi. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai mà chúng tôi xin đề nghị là ở đây môn học của chúng ta là cái môn học Abhidhamma Pali, thuộc về Pali. Do đó cho nên chúng tôi đề nghị chúng ta xài chữ Niết Bàn, không xài cái chữ Niết Bàn. Mặc dù Niết Bàn và Niết Bàn thì nghĩa giống nhau, nhưng mà cái chữ Niết Bàn đó là phiên âm từ cái tiếng Sanskrit là Nibbana. Còn cái chữ Niết Bàn là độc âm của cái chữ Nibbana, Nibbana. Cho nên chúng ta xài chữ Niết Bàn, không có xài chữ Niết Bàn. Đó là hai điểm mà chúng tôi xin được góp ý, vì bài học của chúng ta sẽ lưu lại và rất có thể sau này là chúng ta sẽ lấy những cái bài học này từ bài 1 trở đi để chúng ta gom thành một cái quyển sách gọi là sách giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma online. Chúng ta cái giáo trình online Thắng Pháp Abhidhamma. Bây giờ trở lại vấn đề, trở lại bài học. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, có hai cái sự thật. Một là Samuti Sacchá, là tục đế. Hai là cái pháp chân đế, Paramattha Sacchá. Tục đế là chế định về tên gọi Napamanyati và chế định về ý nghĩa, nói cho hiểu, gọi Thapanyati mà chúng ta đã học qua. Hôm nay chúng ta học về cái pháp chân đế Paramattha Sacchá. Cái chữ Sacchá là một sự thật, nhưng mà riêng về cái thuật ngữ Paramattha, chữ Paramattha có nghĩa là đệ nhất,
hay là cùng tồn, hoặc là chữ cực. Còn chữ Attha có nghĩa là lý, nghĩa lý hay là nội dung. Và chữ Prabhatha, riêng về chữ Prabhatha thôi thì ngài Hòa thượng Minh Châu ngài dịch là đệ nhất nghĩa. Nếu mà đệ nhất nghĩa đế thì chúng ta phải thêm chữ sách chán nữa. Còn bây giờ chúng ta nói chữ Prabhatha có nghĩa được dịch là đệ nhất nghĩa. Còn ngài Hòa thượng Tịnh Sử thì ngài dịch hai chữ là chữ siêu lý. Chúng tôi mình xài chữ Paramattha, chứ nó cái nghĩa, ý nghĩa, cái nghĩa lý tột cùng hay là cực nghĩa. Vì như cái chữ Nibbanang Paramang Sukhang, Paramang Sukhang tức là Nibbana là cực lạc, là lạc tột cùng, bởi vì nó không có cái bề trái là đau khổ do cái sự vô thường vô cực. Thì cái chữ Prabhatha đó, chúng ta nói cách nào đi nữa chúng ta cũng phải hiểu rằng là pháp có đặc tính như thật, quá khứ thế nào thì tương lai và hiện tại cũng thế ấy, không thay đổi. Nó không thay đổi ở đây là không thay đổi về cái thực tính sắc pha quá, chứ không phải là cái pháp chân đế hữu vi nó là thường còn vĩnh hằng, không phải vậy. Bởi vì luôn luôn pháp hữu vi là sanh diệt, anicca vata sankhara upadavaya thammino, các pháp hữu vi là vô thường, có đặc tính là sanh diệt. Do đó chúng ta cần phải hiểu khi nói đến hướng hiện tại vị lai không có thay đổi thì chúng ta phải hiểu là về cái thực tính không có thay đổi, nó không giống như là cái pháp chế định hay cái pháp tục đế. Chữ nghĩa danh từ gọi nó có cái thời gian, sau đó nó sẽ đổi khác đi, người ta có thể chế lại. Thì như vậy cái nghĩa đó là cái nghĩa của cái pháp chân đế. Nói cách khác là cái pháp chân đế là nó vượt ngoài thời gian và không gian,
nghĩa là nó không có bị chi phối bởi văn hóa, không gian, thời gian, như là cái sự thi thiết của ngôn ngữ. Cái thời kỳ văn hóa này thì xài cái ngôn ngữ thế này, chuyển đổi qua cái thời kỳ văn hóa khác thì cái ngôn ngữ nó được sửa lại, nói cách khác đi, như là văn chương thời tự lực dân đoàn ở Việt Nam chúng ta mới vừa mở cửa đó, mở cửa văn hóa, thì lúc đó tự lực văn đoàn của Thạch Lam, Thái Hưng vân vân, thì cái văn chương lúc đó là được sùng bái, được hoan nghênh. Nhưng mà cái văn chương đó cho đến văn hóa bây giờ đó, thì cái văn chương đó người ta nói là lỗi thời, là xưa rồi, bởi vì nó tả chân nhiều quá. Do đó khi mà người ta viết văn chương bây giờ đó, thì nó phải phù hợp với cái tư tưởng, cái suy nghĩ của trẻ bây giờ. Cho nên cái sự thi thiết của ngôn ngữ đó, nó bị chi phối bởi văn hóa. Về không gian, ở mỗi một quốc độ họ quy ước cái văn hóa nó khác nhau, cái ngôn ngữ khác nhau. Thí dụ như cái văn hóa của nước này thì cách chào như thế này là người ta cho rằng người lịch sự, nhưng mà đem cách chào đó mà chúng ta áp dụng cho cái quốc độ khác, cái không gian khác, thì người ta lại cho rằng cái đó là nó thiếu lịch sự. Đừng nói chi là ở đâu xa, thí dụ bây giờ cái chữ khốn nạn ở trong miền Nam đó, thì mình gặp ai đó, gặp những người nào đó, mình nói là người khốn nạn, thì người ta nghe là người ta giận mình, bởi vì nói như vậy có nghĩa là mình chửi người ta. Nhưng mà ở cái miền ngoài, ở miền Bắc chẳng hạn, thì cái chữ khốn nạn đó thì nó biểu hiện cái lòng nhân từ. Khi mà mình thấy những người nghèo khổ hay là một đứa bé mồ côi, mình nói đứa bé thật khốn nạn, tức là mình than thở, mình thương cảm cho nó. Cho nên cái ngôn từ theo không gian đó, thi thiết thì xài tùy theo vùng, tùy theo miền, tùy theo quốc độ của mình. Về thời gian cũng vậy, những cái thập kỷ trước thì cái ngôn từ đó xài được, nhưng mà bây giờ mình xài thì người ta nói mình quê, quê mùa, mình phải xài cái từ khác đi. Cái từ cập nhật theo người ta. Tất cả những điều mà chúng tôi trình bày đó, để muốn nói rằng là chỉ có
cái ý nghĩa của pháp chân đế, cái ý nghĩa đó là quá khứ, hiện tại và vị lai luôn vẫn là như vậy. Khi con người sống có thể xác và tâm hồn, thì cái tâm hồn tức là cái nhận thức, cái biết cảnh, hoặc là cái sự cảm nhận vui buồn hỷ nộ ái ố vô thôi. Thấy nghe ngửi nếm đụng, thì cái tâm biết như vậy thì nó cũng vẫn là như vậy thôi, không có thay đổi. Còn cái gì thuộc về sắc pháp, về vật chất ấy, thì cái đó nó là vô tri giác, hay nói cách khác anaramana là bất tri cảnh, không biết cảnh. Thì ở đâu cũng vậy, thế vật chất là vật chất, chứ không thể ở cái quốc độ này vật chất biết cảnh, tâm thức là không biết cảnh, không phải vậy. Cho nên cái pháp chân đế là nó không bị chi phối bởi văn hóa, không gian và thời gian. Và thưa quý vị, trong cái giáo trình thắng pháp Abhidhamma, phần lớn là trình bày về cái pháp chân đế, không như trong kinh tạng và luật tạng. Kinh tạng và luật tạng thì cũng thỉnh thoảng có nhắc đến trong Đức Phật là thuyết pháp trong những cái thời pháp, cho thính chúng nghe thì Ngài có trình bày, nhưng mà trình bày một cách đại loại, chứ không có trình bày chi tiết giống như là ở trong Thắng Pháp Tạng. Ở Kinh Tạng, khi nói đến cái khái niệm thiện ác, nhân quả, thì cũng nói theo cái cách đại khái, đại loại. Thiện là gì? Một người bố thí giúp đỡ cho người khác gọi là thiện. Một người từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, biết giữ giới đó thì gọi là thiện. Một người biết tu tập tinh tấn, chánh niệm, chánh định thì như vậy gọi là thiện. Còn ác có nghĩa là một người đánh đập, đả thương, sát hại chúng sinh khác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, v.v. thì như vậy ở trong Kinh Tạng đề cập đến thiện ác như thế. Cũng như khi nói đến nhân quả thì ở trong Kinh Tạng nói đến nghiệp trắng thì kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen, có nghiệp vừa trắng vừa đen,
kết quả cũng vừa trắng vừa đen, kết quả không trắng không đen. Nên kết quả không trắng không đen. Những cái khái niệm về nhân quả như vậy được nói đến để cho người ta nghe thoáng qua người ta hiểu. Nhưng mà ở trong Abhidhamma Thắng Pháp thì đề cập một cách rất là tỉ mỉ, phân biệt một cách rất là rõ ràng. Thế rất là tế nhị. Thí dụ nói đến thiện, thì trước nhất là nói đến những tâm mà có nhân thiện tương ưng, tức là vô tham, vô sân, vô si, và có những cái thuộc tính tịnh hảo như là tính niệm vân vân, tính niệm tàm quý, nó tương ưng phối hợp với tâm đó thì tâm đó mới gọi là tâm thiện. Và từ cái tâm thiện này nó sẽ dẫn đến thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện. Và pháp thiện được phân ra, nếu như pháp thiện và làm những cái việc lành dẫn tái sanh về cõi người, cõi trời, dục giới thì gọi là tâm thiện dục giới. Còn cái pháp thiện mà đưa đến quả tái sanh về cõi phạm thiên sắc giới thì gọi là thiện sắc giới. Pháp thiện dẫn tái sanh về cõi vô sắc giới, phạm thiên vô sắc thì gọi là thiện vô sắc. Thiện mà đoạn trừ, tuyệt trừ những cái phiền não bằng bát chi đạo, chánh kiến, chánh tư duy, vân vân, thì cái đó gọi là tâm tâm đạo, hay là gọi là thiện siêu thế. Và pháp thiện hay pháp bất thiện nó đưa đến quả dị thục. Ở trong ví dụ pháp thì chỉ nói đến là quả bất thiện và quả thiện mà thôi, và trình bày đặc biệt nhất là về duyên hệ, để trình bày qua cái khía cạnh dị thời nghiệp duyên na nắc thế ca cam ma phát ta. Tư tâm sở phối hợp trong thiện, phối hợp tâm thiện nó sẽ trợ cho cái tâm quả quả thiện. Còn tư tâm sở chetana phối hợp trong tâm bất thiện thì sẽ đưa đến cái quả bất thiện, đem đến cái sự khổ đau, vân vân. Thì như vậy ở trong phi diệu pháp đề cập đến một cách chi tiết và tinh tế như vậy. Tất nhiên chúng ta cũng phải hiểu rằng là khi mà Đức Phật Ngài thuyết ở trong kinh tạng, trong luật tạng đó, thì giúp cho người nghe họ có cái sự quan hỷ để làm thiện, và họ cảm thấy sợ hãi và từ bỏ những cái điều bất thiện. Ở trong Thắng Pháp Abhidhamma cũng đề cập đến thiện bất thiện, nhưng mà phân tích
kỹ lưỡng để loại trừ những cái sự nhầm lẫn. Nhưng khi mà chúng ta tu tập á, thì chúng ta tu tập theo cái pháp thiện mà ở trong kinh tạng được đề cập đến, đã đề cập đến. Nó cũng giống như trường hợp là khi mà chúng ta đến, chúng ta bị bệnh mà chúng ta đến một bác sĩ, thì bác sĩ ông sẽ kê toa cho chúng ta cái bệnh này phải uống cái loại thuốc này, uống sáng, uống trưa, uống chiều, uống trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn, uống với nước nhiều, vân vân. Nhưng mà tùy theo cái cơ địa của mỗi người thì bác sĩ đó mới kê khai những cái tấm dược ở trong cái hiệu thuốc đó để đưa qua ông dược sĩ. Người dược sĩ họ sẽ lấy những cái thành phần thuốc tánh dược, họ thêm vào cái tánh dược này, họ bỏ bớt cái thành phần kia để họ bào chế cái viên thuốc nó phù hợp cho cái cơ địa của bệnh nhân. Thì thưa quý vị, khi mà đọc toa thuốc, đọc tờ hướng dẫn sử dụng về cái loại thuốc đó, thì chúng ta sẽ thấy những cái thành phần ở trong viên thuốc. Nhưng mà bệnh nhân khi mà uống thuốc thì chỉ biết là uống viên thuốc thôi, chúng ta không cần phải tách ra những cái thành phần ở trong cái viên thuốc đó nữa. Cũng như thế nào thì ở đây về vi diệu pháp phân tích những cái thành phần chi tiết ở trong những cái thuộc tánh ở trong một tâm thiện hay tâm bất thiện, để nhận biết một cách chính xác về trường hợp một người làm thiện sẽ có cái tình trạng này hay cái tình trạng khác. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tập, chúng ta đi làm phước thì chúng ta cứ việc nghĩ rằng là có niềm tin nơi Tam Bảo, nơi Chư Tăng, rồi chúng ta đem lễ phẩm đến chùa để chúng ta cúng dường, tác bạch đủ bằng thân bằng khẩu bằng ý, với cái tâm hoan hỷ chúng ta cúng dường. Như vậy gọi là cái sự bố thí cúng dường, cái sự làm phước. Thì chúng ta cứ làm như vậy, lúc đó chúng ta khổ không có cần phải phân tích chia sẻ xem coi cái trạng thái tâm bố thí lúc đó như thế nào không? Thì đó là cái trình bày theo cái cách của để cho chúng ta hiểu về kinh tạng, luật tạng và thắng pháp tạng, nó khác nhau cái chỗ đó. Chớ về cái nội dung, cái nghĩa lý thì nó cũng giống nhau thôi, chỉ có cái là ở kinh tạng trình bày giống như là ở khía cạnh quy mô, còn ở thắng pháp thì vĩ mô một chút. Thì thưa quý vị,
Nếu như mà chúng ta học theo thắng pháp đó, và chúng ta cứ nghĩ một khẩy móng tay tâm sinh diệu triệu triệu sát na, sát na tâm, trong đó trong một triệu triệu sát na tâm đó, mỗi một sát na tâm sinh khởi có thiện, có bất thiện và có tâm vô ký, thì trong trường hợp chúng ta loại ra chắc là khó, chúng ta khó tách ra lắm, thưa quý vị, khó tách ra. Còn khi mà chúng ta học trong kinh tạng, luật tạng thì chúng ta nên biết rằng là thí dụ khi nói đến chánh tư duy, tức là ly dục tư duy, vô sân tư duy và bất hại tư duy, cái đó là mình phải duy trì để cho nó sanh. Còn cái tà tư duy như là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy thì mấy cái đó là chúng ta không nên, chúng ta không nên sanh khởi, vân vân. Thì nói về chánh tư duy, tà tư duy như thế thì chúng ta cứ tu tập như vậy thôi. Đó là cái sự phân tích chi tiết. Bây giờ chúng ta nói đến cái sự phân chia về các pháp chân đế. Thưa quý vị, thật ra pháp chân đế chúng ta chia là hai được rồi, tức là nama, rupa, danh và sắc, hay nói cách khác chia ra là bốn. Thì danh ở đây là gồm có tâm thuộc tánh, tức là tâm sở hay là sở hữu tâm, và niết bàn. Tâm, tâm sở và niết bàn gọi là danh. Còn sắc ở đây tức là về cái phần vật chất, chúng ta gọi là sắc pháp. Và như vậy thì danh nama gồm có danh pháp hữu vi và danh pháp vô vi. Danh pháp hữu vi tức là tâm, tâm sở, còn danh pháp vô vi tức là niết bàn. Đó là chúng ta phân theo cái giáo trình của chúng ta học. Còn nếu mà chúng ta phân theo cách khác nữa thì pháp chân đế nó có hai, là chân đế vô vi và chân đế hữu vi. Chân đế vô vi ở đây là niết bàn, vì cái chân đế này, vì cái pháp bị niết bàn không có, không bị tạo tác bởi duyên, niết bàn ở trong duyên hệ được đề cập đến, nó làm cảnh cho tâm được cảnh duyên, nhưng mà không bao giờ nó làm sở duyên, tức là nó bị cái pháp khác trợ tạo, cho nên gọi là vô vi, asankhata. Còn chân lý hữu vi đó là những pháp như tâm, tâm sở, sắc pháp hay là vật chất, tâm thuộc tánh của vật chất đó,
thì nó làm năng trợ cho pháp khác sanh khởi, mà nó cũng là sở, tức là nó bị cái pháp khác làm duyên trợ sanh ra năng. Thì như vậy có nghĩa là cái pháp chân đế trước hết là chúng ta nói đến chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Kế đến nếu chúng ta chia cái khác, tức là danh và sắc. Kế đến chúng ta chia ra làm bốn cái pháp chân đế, tức là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Thì ở đây trong giáo trình ở phía thâm bách hát sa ga hát thắng pháp tập yếu, thì chúng ta nói nhiều về về cái chân đế hữu vi, tâm, tâm sở, sắc pháp. Bởi vì đối với chân đế vô vi chỉ là niết bàn, cho nên chỉ nói qua một góc nào đó chứ không có cái gì để mà phân tích nữa. Thì pháp hữu vi nó gồm có tâm, tâm sở, hay gọi là thuộc tánh của tâm đó, gọi là sở hữu tâm. Cái này gọi là danh, danh pháp hữu vi. Còn vật chất, tức là 28 sắc pháp thì gọi là sắc. Và khi mà chúng ta học thắng pháp thì chúng ta sẽ học đến cái sự tương quan giữa danh và sắc pháp chân đế hữu vi. Chúng ta sẽ học cái sự tương quan đó, bởi vì danh trợ cho danh được, danh trợ sắc được, danh trợ cho danh là sắc được, sắc trợ cho danh được, hoặc sắc trợ cho sắc cũng được, hoặc sắc trợ cho danh sắc cũng được. Thì đó là chúng ta sẽ học nội dung của cái pháp chân đế. Thì trong cái buổi học đầu tiên là chúng ta chỉ trong cái buổi học hôm nay đó, là chúng ta chỉ giới thiệu về ý nghĩa của pháp chân đế và cái sự phân loại pháp chân đế mà thôi. Những cái ngày học kế tiếp, ngày chủ nhật tới đó, là chúng ta sẽ học về, bắt đầu đi chi tiết. Trước tiên là chúng ta nói về tâm là một trong bốn cái pháp chân đế. Bắt đầu chúng ta sẽ đi vào chi tiết của pháp chân đế sau bài học này, và lúc đó các Phật tử học viên chúng ta phải chú ý, và chúng ta có thể ghi chép được thì ghi chép. Cũng có vấn đề là ở đây Thượng Tọa Giác Đẳng cũng khuyến khích chúng tôi
và sư tự tri thị giả của chúng tôi cũng tình nguyện để hỗ trợ cho chúng tôi dạy online Zoom về cái môn này, để khi mà chỉ cái bản nêu chi pháp. Nhưng mà chúng tôi thấy có ba cái việc mà chúng tôi không có, chúng tôi khó có thể dạy được. Thứ nhất, ở trong lớp Phật thông mắt của chúng ta, không phải tất cả 66 người đều có thể vào Zoom để chúng ta học, chúng ta nhìn cái bản nêu được vẽ. Chỉ có cỡ khoảng chừng 1/4 hay 1/5 số người là học ở trong Zoom thôi. Còn lại thì Phật tử chúng ta quen thuộc với Bình Thoát hơn, cơ rừng Bình Thoát hơn. Cho nên chúng tôi dạy như vậy thì chúng tôi cũng nghĩ là nó ổn. Nếu mà chỉ bạn đeo cho quý vị hết, chỉ được thì chỉ hết cả lớp, còn nếu không thì thôi. Chứ chỉ có một vài người thì như vậy nó cũng ổn. Cái lý do thứ hai mà chúng tôi còn do chúng tôi chưa muốn dạy trên Zoom, bởi vì chúng tôi thì công việc nó nhiều, với hơn nữa chúng tôi hình như là không có cái năng khiếu về cái kỹ thuật vi tính, cho nên chúng tôi quên trước quên sau về cái thao tác để mở Zoom và dạy cái cách đó. Chúng tôi lúng túng, chúng tôi bị lúng túng, làm mất thời gian của quý vị. Và cái thứ ba nữa là hôm trước chúng tôi có thử là nếu mà mở hết cả hai mic ở Zoom và ở phân thoát thì âm thanh nó sẽ bị chồng chéo với nhau. Khi nói thì nghe rằng là phải tắt một cái mic ở trong Zoom phân thoát, thì có đôi khi chúng tôi nhắm mắt, chúng tôi giảng, chúng tôi quên thôi. Rồi thêm một phần nữa nói nhỏ cho mình nghe đó, là chúng tôi có cái thói quen là chúng tôi giảng bài, chúng tôi nhắm mắt mà chúng tôi giảng thôi. Quý vị ngồi, quý vị nào vào Zoom thấy giảng sư ngồi nhắm mắt giảng, quý vị cảm thấy chán. Cho nên chính vì điểm đó chúng tôi đang ngần ngại, không muốn dạy cái môn thắng pháp ở với má bằng Zoom, mà chỉ hướng dẫn cho quý vị cách này. Ngày nào mà quý vị muốn xem đó, muốn xem chỉ, thì chắc có lẽ là quý vị chọn cái ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật là Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ hướng dẫn, đặc trách cái ngày chủ nhật vì cái môn thắng pháp ở với tâm mát, và vào Zoom quý vị có thể xem cái bản nêu. Còn cái ngày thứ năm mà chúng tôi giảng thì chúng ta tập trung ở Zoom Bánh Thóc được rồi. Đó là một vài điều mà chúng tôi xin chia sẻ cái bài học ngày hôm nay qua cái pháp chân đế.
giới thiệu về các pháp chân đế. Bây giờ thì xin cung thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng điều họp cho cái phần thảo luận về các pháp chân đế này. Nam mô Phật Thầy. Sa thưa cái trình kỳ Phật tu sư. Dạ, quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Bạch thưa tòa thầy siêu, xin hỏi thượng tọa một câu, rồi để thượng tọa đi nghỉ. Bởi vì có biết thượng tọa giảng nãy giờ cũng cũng được. Có lẽ hỏi điều này thì liên quan đến cái công việc của thượng tọa thầy siêu là khi mà chúng ta xây cất, ví dụ như có những người ở miền quê xây cất chòi, xây cất nhà thì không có cần đến biết về toán nhiều. Nhưng mà ví dụ như là thượng tọa các chùa, và các chùa chúng ta cất công trình lớn, thì những cái sự tính toán về chiều kích, về kích thước, về cái độ nặng của các vật liệu, về cái khả năng chịu đựng của các tầng lầu chẳng hạn, thì chúng ta có cần biết gì về toán không? Tại vì ngày xưa chúng ta thấy có những ông thợ ở miền quê đó, cất nhà lá, cất chòi, cất rất là giỏi, nhưng mà là không cần tính toán nhiều, chỉ nhắm rồi cất lên thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta cất những cái gì là ví dụ từ đó cất cái chánh điện chẳng hạn, chánh điện bằng xi măng, thì cái sự tính toán nhiều không? Và dựa trên thí dụ này thì tôi có thể cho biết rằng thí dụ chúng ta nói về nghiệp mà chúng ta nói trên diện chân đế, nó có khác biệt gì với chúng ta nói theo kinh tạng? Xin thì tôi hãy cho một vài thí dụ kinh thánh thì tôi. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, trước hết tôi xin chia sẻ với quý vị về cái công việc làm bất cứ xây nhà, cất nhà thô sơ hay là kiên cố, cái gì cũng phải có sự tính toán mực mẹo. Bởi vì sai một ly nó đi một dặm, đó là người ta nói theo cách nôm na ở cái bản đồ. Người mà chấm bản đồ, chấm tọa độ mà chỉ sai một ly, khiến cho cái đội quân đó phải hành quân đến một dặm lần. Cho nên tính toán phải cho khích khao. Nếu mà chỉ cần cái độ nghiêng của cái cây cột này mà nó nghiêng ra một cm thôi, thì càng lên cao thì nó càng ngã ra. Cho nên người ta phải tính toán làm sao cái độ cho nó chuẩn. Đó là chưa nói là phải tính toán về cái tải trọng của cái mái nhà, cái sàn nhà
cái tầng nhà tải trọng bao nhiêu thì phải tính toán cái cột đó, cái cừ đó sâu ở dưới lòng đất bao nhiêu và nó chịu tải trọng bao nhiêu tấn để nó có thể chịu đựng được, người ta phải tính hết. Nếu mà cất nhà thô sơ, nhà lá, nhà chòi á, thì chỉ cần tính toán làm sao để cắt cho nó vừa vừa khít khao vậy đó, không cần tính toán nhiều. Nhưng mà xây dựng kiên cố như là xây chùa chẳng hạn thì phải tính toán dữ lắm. Ở trong cái việc chúng ta tu tập cũng vậy, mặc dù chúng ta tu tập có nghĩa là chúng ta tu tập thiện pháp rồi chúng ta không có tính toán, nhưng mà quý vị đừng có nghĩ sự tính toán ở đây là mình xét nét, không phải vậy. Nhưng mà mình cần phải hiểu, thí dụ như một người làm thiện, nếu mà chúng ta biết á, chúng ta học A Tỳ Đàm, học ở Tam Ma, chúng ta biết á, khi mà chúng ta làm phước bố thí hay cúng dường thì chúng ta phải biết là làm với cái tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, thì như vậy tâm thiện đó nó sẽ đưa đến cái quả vị thục lớn hơn là làm phước bằng cái tâm thọ xả hay là ly trí hoặc hỗ trợ. Và khi mà làm phước đó, chúng ta phải trước hết là chúng ta phải suy niệm như thế nào, phải quán xét như thế nào để cho cái tâm thiện được duy trì mà nó không có bị lẫn lộn với cái nghiệp bất thiện. Thí dụ như khi mà một người thí chủ họ bỏ cái số tiền ra để họ đi làm phước, nhưng mà vì họ không khác tác ý cho nên họ không có trọn vẹn, là nửa chừng họ khởi lên cái tâm hối tiếc, thì tưởng họ nghĩ rằng khi họ nghĩ khởi lên cái tâm hối đó, cái tâm hối tiếc cái số tiền đã bỏ ra để làm phước ngày hôm nay, mặc dù họ chỉ hối ở trong tâm mà họ không nói cho ai biết, họ nghĩ rằng như vậy thì chắc có lẽ là mọi người cũng đã hoan hỷ như vậy thì cái phước nó cũng nhiều, không phải thưa quý vị. Nếu mà ngay lúc đó đó mà tâm của chúng ta khởi lên cái tâm hối đó thì cái quả phước nó chặn bớt lại, nó trở thành cái gọi là bất thù bất đích giá bất chay giá, tức là thường tận y duyên. Hễ mà làm cái gì cũng có cái sự hối tiếc, hoặc là khi mà bố thí nó có xen lẫn vào ở trong đó có một cái tâm mất chay giá, tức là cái tâm hơi keo kiết một chút. Thí dụ như là thay vì chúng ta hứa là chúng ta sẽ cúng dường, chúng ta sẽ làm phước một cái buổi lễ trai tăng hay là làm phước bổ y, rồi cái tâm bổn sẻn nó kéo níu, thành ra chúng ta cũng làm phước bổ y vậy, buổi lễ trai tăng vậy, nhưng mà chúng ta tính toán cộng trừ nhân chia như thế nào để cho nó bớt cái sự bớt cái chi phí. Cái bộ y chỉ mua bộ y vừa chừng thôi, vừa phải tiền, chứ họ không có muốn mua bộ y tốt nhất vì nó đắt tiền quá, vân vân. Nếu mà họ tính toán kiểu đó đó thì cái phước nó sẽ bị giảm thiểu đi. Thì khi mà chúng ta học về cái
học cái pháp thắng, thắng pháp Abhidhamma, pháp chân đế, chúng ta sẽ nhận ra ngay, khỏi cần phải hỏi ai để người ta định lượng cho mình, hay là xét cho mình xem coi cái cuộc bố thí này có quả đến chừng nào, khỏi cần phải hỏi ai hết. Tự chúng ta có thể biết được ngay trong lúc đó cái trạng thái tâm gì nó sanh khởi, nó xen lẫn, thì chúng ta sẽ nhận thức được và chúng ta sẽ biết được cái quả gì thuộc về sao như thế nào. Rồi dần dần chúng ta bỏ, dần dần chúng ta bỏ. Cho nên khi mà chúng ta học về thắng pháp, chúng ta sẽ có được cái sự nhận thức, suy nghĩ nó chi tiết, nó sâu sắc, nó khác hơn là cách nói thường thức tìm thấy trong kinh tạng. Những người Phật tử mà những người mà họ không có học thắng pháp Abhidhamma, chỉ là đi nghe pháp, nghe các vị pháp sư giảng ở trong kinh tạng bố thí, cúng dường y tắm mưa, hay là bố thí cúng dường trai tăng, vân vân, sẽ được phước. Họ chỉ nghe, họ quan hỷ như vậy rồi họ đi làm phước, nhưng mà họ không có biết sẽ phải tác ý như thế nào để cho tâm thiện nó sanh khởi một cách trọn vẹn, nhiều thời gian, có thể là trong một tiếng, hai một giờ, hai giờ đồng hồ mà mình để cho cái tâm thiện nó sanh khởi liên tục, khó lắm thưa quý vị. Nhiều khi có những người Phật tử họ đi đến chùa, họ vừa khởi lên tâm thiện, họ mới vừa sa thú vậy thôi, nhưng mà hễ mà xoay qua xoay lại, họ thấy người khác nhìn họ với cái trạng thái khó chịu, hoặc là có cái lời nói gì đó nó hơi móc méo chút xíu, thì họ khởi lên cái phiền não, họ tự ái. Khi mà họ phiền não, họ tự ái, thì lúc đó cái tâm bất thiện nó lại xen lẫn ở trong cái, nó cắt ngang giữa chừng, nó cắt ngang cái tâm thiện bố thí, thì sẽ làm cho người này giảm thiểu cái phước báo mà không hay. Cho nên khi mà chúng ta học trong A Tỳ Đàm, không phải chúng ta học về những cái con số, hay là chúng ta học về những cái triết lý mà chúng ta cho rằng là tâm lý học Phật giáo, hay là những cái triết lý, những cái triết học Phật giáo vân vân. Rồi với chúng ta tự hào mình đã học được một cái pháp môn khó học, chúng ta chỉ tự hào như vậy. Nhưng mà thực tế là chúng ta phải biết rằng khi mà chúng ta học về thắng pháp Abhidhamma, nó sẽ giúp cho chúng ta ở đời sống hàng ngày, sinh hoạt tu tập, cũng như trong cái việc mà sinh hoạt làm phước, tạo nghiệp, tạo nghiệp lành, nó giúp cho chúng ta chấn chỉnh được cái đường lối ngay thẳng, để mà chúng ta đạt được cái kết quả tốt. Nếu giống như khi mà chúng ta chỉ nghe người ta nói dùng nếp đậu và lá chuối để gói đồ bánh tét, nghe nói vậy về mình cũng bắt chước mua nếp mua đậu về, và chúng ta gói ở trong cái lá chuối, chúng ta cột dây, chúng ta thả vô nồi, chúng ta luộc, mà đem ra đoạn té ăn không ngon đâu. Là chúng ta phải học, phải biết là ở trong đó cái bánh tét nó ngon là ngon cái gì, không phải là ngon ở cái nhân không, mà
nó còn ngon ở chỗ là do biết xào nếp mặn hay là hơi mặn mặn, hơi ngọt ngọt, hơi béo béo, thì như vậy ăn bánh tét nó hòa quyện với cái nhân đậu hay là nhân chuối thì như vậy nó mới ngon. Những cách đó là chúng ta phải học tới nơi tới chốn, chứ không phải là chúng ta nghe lớn lớn rồi chúng ta làm là nó sẽ không ổn. Cũng giống như chúng ta học, khi mà chúng ta học để mà chúng ta tu thiện pháp gì đó, chúng ta chỉ nghe pháp ở đầu này đầu kia người ta giảng khơi khơi như vậy, chúng ta nghe, chúng ta về, chúng ta cũng gọi là phát tâm làm phước. Nhưng mà cái làm phước của chúng ta nhiều khi nó còn có tà kiến, hay là có cái tâm hối tiếc, hoặc là cái tâm bổn xẻng một chút, thì như vậy nó sẽ trở ngại. Trong khi học thắng pháp, học về cái pháp chân đế, phân tích tâm rồi đó, thì quý vị sẽ thấy rõ là cái trạng thái tâm nào cần phải tác ý như thế nào để có được cái trạng thái tâm đó, để làm phước nó mạnh mẽ, vân vân. Thì dần dần thì chúng ta học, chúng ta sẽ thấy được những đó. Còn ở đây thì chúng tôi chỉ xin chia sẻ với quý vị một vài cái khía cạnh liên quan đến câu hỏi thôi. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trình Thưa Tòa Tổ Sư. Bây giờ thì xin kính trình Thưa Tòa Tổ Sư đi nghỉ. Và tiếp theo thì xin được thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền, không biết Thượng Tọa có nghe rõ không? Nếu Thượng Tọa nghe được, dạ. Thượng Tọa Tuệ Quyền, một trong những điều mà đôi khi nó tạo cái cảm giác cho nhiều người học đó là khi chúng ta đi vào môn Thắng Pháp Áp Vi Thâm đó, thì chúng ta nghe nhiều khái niệm xa lạ lắm. Dạ, những khái niệm mà chúng ta ít nghe trước đây, thí dụ như ở trong một sát na tâm thôi, thì đó là một cái sự hỗn hợp của tâm rồi nhiều thuộc tánh, ít nhất là 7 thuộc tánh biến hành chẳng hạn. Thì những cái khái niệm như vậy rất là xa lạ, ít bao giờ có ai nghĩ đến. Thì chúng tôi nghĩ chia sẻ một vài kinh nghiệm bản thân là những khái niệm xa lạ nó có là trở ngại lớn cho người học không, và muốn vượt qua những khái niệm đó đó, muốn vượt qua cái cảm giác ngỡ ngàng đó đó, thì chúng ta nên làm gì, và chúng ta tìm thấy được cái sự lý thú, sự thú vị nào đối với những khái niệm xa lạ đó. Kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền. Nam mô Bụt Thầy, giá Nam mô Tham Hoa, giá Nam mô Sanh Khai, giá Gia Thơ, để chúng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, và chúng tăng kính lễ đến Thầy Tổ Giác Đẳng, chúng con minh hạnh, để Đức Phật tính, để Đức Tự Tri, cùng chuyện công đức tăng đạt, hiện diện trung đồng, xin chào đến quý tu nữ, cùng chư Phật tử, và kính chào sư Minh Hồng. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Có thể nói rằng là quả thật thì nếu như đồng buổi đầu tiên mà nếu như mà chúng ta học ví dụ pháp thì chắc chắn rằng ai cũng như thế, mà là những người Phật tử, là những người mới vào đạo học đạo đó, thì người ta thấy trùng trùng điệp điệp luôn. Ủa tại sao lạ quá, là khái niệm rất là mới mẻ, tại sao nói về tâm, nói về thức, rồi tâm tại sao có cái tâm sở, tâm sở là sao? Thì kính thưa quý vị, thì khi học vô là chúng ta thấy cả rừng ngôn ngữ, sao mà nhiều lý, sao mà nhiều chuyện. Nhưng kính thưa quý vị, chúng ta cố gắng một chút xíu, chúng ta chú ý một chút xíu, thì chúng ta mới thấy được một cái điều đặc biệt. Cái tâm sân nó khởi sanh lên, nó gồm có cái gì? Cái sân nó có nhiều thứ. Cái sân nó có tật, có lận, có hối. Và cái tâm sân này nó muốn đi, thì nó đi với cái tâm gì? Những cái tính phụ thuộc của nó như là tầm tứ thắng giải, xúc thọ tưởng tư định mà nguyện khí, thì nguyên một dọc đó nó đều là sân, nó đi trên hệ thống sân của nó, hệ thống bất thiện của nó.
Tại cái hệ thống tham cũng như thế, tham là kiến nhà mạng. Đây chính là tham. Mình học cái tâm tham, thọ xã, học tà, vô trợ, hay là ly tà, vô trợ, ly vân vân. Hoặc là mình học tâm, đó chính của tại sao gọi là ly tà. Tâm tham này mà liên quan đến tà kiến, chúng ta mới hiểu. Thì vậy cái tham, trong cái tham là kiến nhà mạng. Thì cái tham nó đưa đến ngã mạng. Thì cái tham ngã mạng này chính là chấp hữu, chấp ngã, chấp ta. Thì chúng ta mới hiểu được tại sao mà nói rằng chấp hữu, chấp ngã, chấp ta nó là nguy hiểm. Nó đi ra từ cái gì? Từ sự chấp hữu. Và chấp hữu này đây chính là tham. Bao nhiêu đó tự nhiên chúng ta thấy có sự thích thú liền. Chứ còn quả thật mà nó ốp, tại sao mà nói rằng con ta, tài sản của ta, hay là chấp về chấp ở có như các cảnh, hoặc là chấp về sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, hay là chấp ngã có ta ở đó, ở ngoài ta, hoặc trong ta, hoặc trong ta có thế này, ngoài ta có thế kia, hoặc là cái ta nó đã đi qua nó như thế nào, và cái tưởng tri nó ra sao, thì muôn muôn trùng trùng đều thứ hết. Nhưng khi chúng ta học thì nó có sự phân biệt rõ ràng. Cái học tà kiến, cái không học tà kiến, một cái tiếng tạo bây giờ cái tham ngã mạng này nó sao, cái tham mà nó liên hệ tới tà kiến nó sao. Và cái sân cũng vậy, cái sân, nếu như cái sân đó là cái tâm tư nó buồn phiền, nó khó chịu, cái tâm sân là tâm hủy diệt đối tượng, mà tâm tham tức là tâm kháng khích, tâm thừa hưởng cảnh của, thừa hưởng cảnh lạc, muốn tầm cầu cảnh lạc, hay là tâm sự thừa hưởng, muốn thụ hưởng cái cảnh, thì ở đây chúng ta thấy, thì ra cái tâm đó nó có cái gì? Nếu như cái tâm mà bực bội, khó chịu với cảnh, cảnh nghịch, thì đó chính là cái tâm, tâm sân, tật, lận, hối, bội, ganh, tị, buồn, khổ, mất mát, đau thương. Tất cả đó là khổ mà do sân chủ trì. Thì cái đi theo nó đó, thì nếu như mà chúng ta thấy hệ thống của nó là đi theo các cái điều nó tự tha cho chính ta, nó có cái suy nghĩ, nó có cái, nó có xúc, xúc đối với cảnh, nó có xúc đối với pháp. Rồi nó có tư, xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có định, có mạng quyền, có tắc ý. Rồi tầm, tứ, thắng giải, cần, nó có dục, vân vân. Thì chính nó theo cái quy trình của sân, thì nó lội suy những cái gì, và nó cái tham, nó hợp với những cái nào. Thì chúng ta thấy, chúng ta, thì đã học như vậy thì chúng ta mới biết. Cái tâm con người không chỉ là một cái tâm tốt. Tâm tốt, nói cái tâm tốt nó khó lắm. Mà nếu nói cái tâm ác á, thì người ta nói rằng người ta không làm ác á, có nghĩa là người ta, bây giờ người ta không giết người, người ta không trộm cắp, người ta không gian dâm, người ta không dối lừa, người ta không rượu chè bê bết, thì như vậy thì xem như người ta tốt rồi. Nhưng ở đây chưa chắc đâu. Tâm của anh có, tâm của anh tức là tâm gì? Ý tham ác, sân ác, tà kiến ác. Thì thế nào là tham ác, sân ác, tà kiến ác? Khi đó học ở vi pháp thì nó giải tung cái này ra. Thì tham ác này nó liên hệ với sân, tham ác này liên hệ với si, với tham. Rồi tà kiến này, từ cái tà kiến này nó dẫn tới chúng ta làm những cái chuyện như thế này, như thế kia, nó sai, nó quấy như thế này, thế nọ, và chúng ta chấp hữu, chấp ngã, cho nó đưa đến đau khổ. Tham ác này mới dẫn dắt chúng sinh tầm cầu, muốn thụ hưởng cảnh, cho nên làm nhiều cái điều ác, làm nhiều cái điều đau khổ mà đưa chúng ta từ cái đau khổ này cho đến cái đau khổ kia. Thì cái thú vị, nó đầu tiên nó có sự trở ngại, nhưng khi chúng ta học vô thì chúng ta mới thấy cái sự thích thú. Nếu như một người đó có sự tầm cầu về giáo lý, chứ không nói một tiến trình tâm. Thí dụ bây giờ nếu như mình tu mà mình cũng đạt được, muốn đi về con đường chánh đạo, muốn đi về con đường tốt đẹp, thì mình phải tu làm sao? Nói ví dụ bây giờ nó tu bát chánh đạo, tu tứ niệm xứ, tu tất giác chi, tu ngũ căn ngũ lực, mình phải tu như thế nào? Thì ví dụ pháp sẽ nói rõ cho chính chúng ta, nó có cái sự phối hợp như thế này. Sự thật ra để mà kinh văn á, kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói rằng cái sự liên lạc giữa 37 pháp trời đạo bồ đề, chỉ có khi học vi diệu pháp mới phân tích vô, mới có đủ khả năng công phá, mới xuyên suốt. Chứ mà kinh văn mà chúng ta học thuần lý kinh đó,
thì chúng ta nói rằng tại sao có một đoạn này nói tứ niệm xứ, một đoạn kia nói bát chánh đạo, một đoạn nọ nói về về tứ chánh cần, hoặc là thích giác chi, hoặc là ngũ căn ngũ lực vân vân, thì chúng ta sẽ khó phân tích. Nhưng khi chúng ta vô vi pháp thì chúng ta sẽ phân tích được. Thì đây có nhiều cái điều lắm. À, khi chúng ta chia sẻ ra rồi cái tâm sanh lên, tại sao nói rằng thì ra một cái tâm, một cái tâm sanh như vậy, nó nhiều cái yếu tố, nó nhiều cái cái thành tử của nó, mà nó xuất hiện một cách liên tục, chứ không phải là nó xuất hiện một cách đơn giản, một cách bình thường để cho ta có cái bình thường. Cái tâm chỉ lên là bình thường đâu, mà nó gồm nhiều cái, nó nhiều thứ nhiều loại. Cũng như là có lúc mà tâm nó, như hồi nãy chúng ta nghe sư phụ Thị Siêu nói là cái tâm mình nó, cái thiện ác thì nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp đen kết quả trắng, nghiệp vừa trắng vừa đen sẽ kết quả vừa trắng vừa đen. Khi chúng ta nói theo cái lý kinh thì chúng ta nói như vậy, nhưng về cái lý của vi diệu pháp, cái nghiệp vừa trắng nó trắng, và cái nghiệp vừa đen, cái trắng nó vừa trắng vừa đen, cái trắng nó đen nó rất là nặng, thì tỷ lệ của nó, động lực của nó là động lực, sẽ là động lực bất thiện rất là mạnh mẽ. Cũng như mình làm phước á, thì mình làm rất là ít. Khi mình làm phước, cái tâm của mình nó keo kiệt, nó tiếc nuối. Mà khi mà cái tâm keo kiệt của mình nó khởi sinh lên, thì nó ôm chặt, giữ chặt. À, cái đó coi như là tham tà kiến hay tham ngã mạn nó chấp. Thì khi đó nó tùy theo cái mà chúng ta hiểu đúng, hiểu sai. Thì cái quy trình đó, vì pháp sẽ phân rõ ra, rộng ra chúng ta. Chứ không mình là nói làm phước có phước. Làm phước, chúng ta đang làm những cái nhân, nhân chúng ta làm phước bỏ cổ bỏ tiền ra đó. Nhưng nhiều cái tâm của chúng ta bất thiện khởi sinh lên, thì lúc đó quả bất thiện sẽ khởi sinh cho tâm bất thiện, mà quả thiện khởi sinh lên cho tâm thiện thì quả thiện, mà tâm bất thiện thì quả bất thiện. Khi mà mình làm phước cúng dường, hoặc là mình tu tập mà tâm của mình nó phát khởi lên những cái ác bất thiện, thì lúc đó phải là bị bất thiện. Chứ phải mình nói mình ngồi cũng y như người ta nói cái miệng nó mua bù châu đông, thì cái đó thì không có cái gì gọi là cái quả lớn cả. Thì ví dụ pháp nó phân tích chỗ này, nói cho chúng ta biết tâm của chúng ta niệm tưởng như vậy, nhưng tâm của chúng ta đang bực bội, tâm chúng ta đang phóng dật, mà chính cái phóng dật đấy chúng ta chỉ niệm cái đó bằng cái tâm nó phóng dật, bằng cái tâm mà nhiều khi tâm tham, tâm sân, tâm si, hoặc tâm nhớ nhận được những điều mà mình vẫn niệm Phật, người ta nói a sáng mình cứ niệm Phật. Khi mình niệm Phật để chúng ta thắng trừ khi cái sân, khi cái bực bội đó, khi khó chịu đó, khi cái tham ái đó, hay cái sân độc đó, chứ không phải là khi chúng ta niệm vô một cái là hết sân liền, phải như vậy. Chính vì chúng ta có niệm Phật, có cái định ở trong tâm, thì ngay khi đó cái sân nó mới đẩy đi ra. Chứ mà chúng ta vừa niệm Phật mà chúng ta cái miệng mà nam mô mà bụng một bồ dâu không, hay là khẩu Phật tâm xà đó, thì cái đó nó không là giải định. Thì ở đây bây giờ pháp sẽ nói cho chúng ta nghe cho được. Sắc tâm nó hiện khởi lên, nhưng cái sắc tâm, cái sắc tâm nó dựa trên cái gì? Trên cái sự bực bội thì phát ngôn ra, chứ không phải là cái tâm được định tĩnh, mà cái đó cái tâm chính là cái tâm. Thì ở đây khi chúng ta học cái phương pháp thì chúng ta sẽ thấy được những cái điều đó, nó rất là thích thú, và từ chỗ đó là chúng ta mới không còn bị trở ngại. Chứ quả thật thì những khái niệm về thắng vi diệu pháp thì nó rất là trở ngại về ngôn từ, về lý pháp, mà khi chúng ta chịu khó như đã nói, mưa dầm thì thấm đất, đầu tiên thì chúng ta rất là mệt mỏi với tinh thần của vi diệu pháp, nhưng sau đó chúng ta sẽ thấy nó rất là nhanh. Ví dụ như bây giờ, như chúng ta biết bây giờ chúng ta cộng trừ nhân chia, bây giờ người ta cộng quá trời quá đất luôn, không bằng cái nhân, cộng một số nhân cho 10, nhân cho 100, 1 tỷ, thì chúng ta thấy nó lẹ. Rồi bây giờ cộng nhiều quá, nó không bằng lý thừa, nó không bằng phương trình, nhưng phương trình nó không bằng giải tích, cuối cùng bây giờ nó không bằng cái gì đó. Chúng ta thấy cái bộ nhớ mà của điện toán này, nó cần chụp một cái vô, người ta tự động người ta đếm luôn. Thì những cái đó bây giờ pháp sẽ nói cho chúng ta nghe. Thì ai thích thú với cái gì, với cái lý tính, thì người đó rất là ham thích về vi diệu pháp. Chứ còn thí dụ như mình thích về mùa thu buồn, khí thu lạnh, gió thu hắt hiu, như tình thầm trao gửi cho nhau như ân tình của hai miền sống chết, kiểu như là cởi ngựa xem hoa, đi tà tà, tu hưởng uống nước trà, bàn chuyện
chuyển xã hội, bạn chuyển nhẹ nhàng, bạn chuyển xa xa gần gần núi non, biển hồ gì đó. Chúng ta cho rằng vậy nó là một cái cuộc sống nó bình thường, không phải như vậy. Mà cái người có tu tập khi uống, khi ăn, khi nói đều phải biết, phải có cái tư duy, bởi vì cái tâm phải biết cái tâm kiểm soát, nuôi dưỡng cái động lực thiện, nuôi dưỡng những cái thiện tâm nó chuẩn xác, nó tốt đẹp. Thì ngay khi đó chúng ta học thì chúng ta thấy được rằng là nếu như mà cái vị dạy đó, nó khéo dẫn, khéo giảng cho ta, để cho ta không cảm thấy nó xa lạ quá, và trước lại thì sao quen. Cho nên vì vậy mà phải nói rằng với viên dụng pháp là phải nói thật sự từ ngữ, chứ không có lấy cái đời ngoài. Có một số vị dạy, rất là nhiều người đi theo, nhưng người ta nói về cái đời không, người ta nói cái tâm, những cái điều đó nó không chuẩn xác. Chúng tôi không muốn nói cái tên người, nhưng phải nói rằng là dạy kiểu chung chung, rồi nói một kiểu cạn cợt những điều mà người ta, như vậy thì người ta cho rằng cái lý pháp đó, nó được mở rộng, rất là nguy hiểm. Kính thưa quý vị, phải nói rằng lý dụ pháp nó rất thâm sâu, nhưng vì cái chỗ thâm sâu chúng ta cầu học Phật pháp, cầu được trí tuệ, cầu được cái giác ngộ, thì chúng ta biết rằng không phải đơn giản mà chúng ta ngộ được cái lý Phật pháp đâu, mà nó phải có cái tuệ giác. Mà lý dụ pháp này tập cho chúng ta suy nghĩ về tâm mình, biết được tâm của mình, quán triệt về tâm của mình, hiểu biết về tâm của mình và kiểm soát tâm của mình, thì đây chính là một điều mà sự tu tập rất là đặc biệt. Bây giờ quý vị tu tập, bây giờ thí dụ bây giờ tâm mình đang phóng dật, mà mình không biết mình phóng dật thì đấy là nguy hiểm rồi. Tâm của mình phóng dật, mình biết tâm phóng dật, tâm của mình quay về chánh niệm, tâm quay về chánh định, mình có chánh định, có chánh niệm, vân vân, thì đây chính là điều mà chúng ta học được với diệu pháp. Thì nó rất là nhiều cái điều, tuy nó có cái điều xa lạ với nhiều người, nhưng nó có trở ngại một phần, nhưng đều hãy cố gắng vượt qua thì chúng ta sẽ thành tựu được cái tu học tốt. Và kính bạch thượng tọa, đây là câu trả lời của chính con là như vậy. Nó cũng phải nói rằng con không muốn nói trực tiếp trên cái câu thảo luận những cái điều xa lạ hay những cái trở ngại, mà cũng con muốn mở rộng thêm cho chư Phật tử, để chư Phật tử hiểu cái gì cũng vậy, rồi chúng ta cũng sẽ tới, và chúng ta cái khó mà chúng ta vượt qua được thì mọi thứ chúng ta sẽ thành tựu rất là tốt đẹp ở hôm nay cũng như ở ngày sau. Và con kính mong tạo quay trở lại, nếu có gì cần con tốt kính mong thỉnh ngài. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trưng thư tòa tế quyền. Đại Đức Pháp Tính ơi, Đại Đức Pháp Tính có thể cầm biết không? Nếu Đại Đức Pháp Tính đang ở trước máy. Đại Đức Pháp Tính đôi khi trong cái việc học Phật chúng ta thấy có những sự khác biệt không có nhỏ, nó tương đối lớn. Ví dụ như là cách nói bình thường của chúng ta là khi mình gặp chuyện bất bình, khi gặp chuyện bất công hay những cái chuyện mà ác xấu mà mình bất bình, theo thông thường thì chuyện mới tốt. Nếu một người thấy điều xấu mà cái tâm vẫn vui theo hay là vẫn bình thản, đôi khi có vấn đề, nhưng mình thấy người ta làm chuyện xấu mình bất bình thì chuyện cũng tốt, hay chuyện bất công mình bất bình là chuyện tốt. Hay một trường hợp khác là một người mà làm việc lỗi lầm, có cái làm lỗi gì đó mà biết ăn năn, đối với chúng ta là việc tốt. Hay hoặc giả là đối với một người mà đi học đạo, mà nghe một cái vị giáo chủ hay nghe một cái vị thầy mà giảng những điều mà nó có cái cách là nghe nó hơi kỳ kỳ, mà khởi tâm hoài nghi á, thì nó cũng là một điều tốt. Nhưng mà ở trong thắng pháp thì pháp giống như là sân hay là hối hay là nghi hoặc đều thuộc về bất thiện hết. Thì mới nghe về điều này chúng ta cảm tưởng như là giữa thắng pháp và kinh đạn hay là thường thức nó có sự mâu thuẫn, thì chúng ta đi giải thích như thế nào? Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin thành kính lãnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tây Quyền, Thượng Tọa Minh Hành cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thánh nữ. Qua câu hỏi Thượng Tọa vừa nêu lên, thì đối với ở trong thắng pháp Phí Thông Bát, thì những cái thuộc tánh như là sân hoặc là hối hận hoặc là chặn hối hoặc là cái sự nghi hoặc, nó đều là cái thuộc tánh bất thiện. Nhưng mà ở trong tạng kinh thì cũng có trình bày như vậy, và nó có cái sự khác nhau như thế nào. Thì giữa Abhidhamma chỉ cho chúng ta rõ là cái pháp nào mà chúng ta cần phải đoạn trừ, hoặc là ở trong thánh pháp chỉ rõ là cái trạng thái đó hoặc là cái thuộc tánh đó được phân tích ra một cách kỹ lưỡng để cho cái người ta nghe hoặc là cái vị mà tu tập sẽ không có bị lầm lẫn. Còn thí dụ như chúng ta thấy rằng đối với ở trong Abhidhamma là coi như là giống như là chia chẻ ra từng phần chia chẻ ra từng cái nhỏ, những cái phần nhỏ để cho chúng ta dễ dàng chúng ta nhận thức. Nhưng mà đối với người học thì thật sự ra mới đầu mình cảm thấy nó cũng như là mới đầu mình cảm thấy hình như là có cái gì đó nó hơi lúng túng, nó hơi lộn cộng. Nhưng mà khi mà chúng ta có cái sự mà học và chúng ta hiểu rồi đó, thì coi như nó sẽ không có làm cho chúng ta khởi lên cái quan nữa, mà hơn nữa đó thì nó sẽ cho chúng ta hiểu được những cái thuộc tánh, những cái tính chất nó một cách rõ ràng hơn. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng khi mà chúng ta nói về những cái truyền cái đi, ở trong tạng kinh nói ni quá rá, thí dụ như là nói về dục dục cái, sân độc cái, rồi khi mà nói như vậy đó, chúng ta phải trình bày, chúng ta phải trình bày ví dụ như là như thế nào là sân độc cái, cái người đó, cái trạng thái tâm của người ta nó sân, nó phẫn nộ hoặc là nó cảm thấy khó chịu vân vân. Thì ở trong Abhidhamma đó chỉ nói về cái trạng thái sân, thì cái trạng thái sân đó nó sân khởi ở trong tâm. Khi mà mình nghe một cái âm thanh gì đó mà mình cảm thấy mình không hài lòng thì cái đó là cái trạng thái của sân. Vậy thì giữa cái tạng kinh đó, giữa cái tạng kinh và cái tạng Abhidhamma, nó có cái sự khác nhau ở chỗ nào quý vị? Ở trong tạng kinh đó, mình phải giải thích nó dài, phải giải thích nó dài hơn. Còn ở trong Abhidhamma đó thì sẽ được chỉ thẳng vào cái trạng thái tâm của mình ngay trong hiện tại đó nó như thế nào, thì để cho chúng ta nắm bắt một cách rõ rệt. Bây giờ thí dụ như quý vị thấy rằng đối với cái người mà thí dụ như chúng tôi lúc trước chúng tôi có nghe những vị người ta giảng, thí dụ như là cái vị đó đem ra cái thí dụ là người ta nói mình là khùng, người ta nói là mình là khùng, thì cái vị đó giải thích theo cái lý thông thường thì cái vị đó nói thì người ta nói mình khùng mà mình xét lại đó là coi mình khùng không, mình không có thôi, làm gì mình giận người ta. Thì nói chung là ở trong cái theo cái lý ở bình thường thì mình dùng nhiều cách mình diễn giảng, mình giải thích, thì có người người ta sẽ giải thích bằng cách này, có người người ta sẽ giải thích bằng cách kia. Nhưng mà khi mà mình học ở trong Vi Diệu Pháp
thì cái điều này nó sẽ dễ dàng cho chúng ta nhận thức được. Lúc đó ví dụ như cái vị tỷ kheo, người ta biết được cái người đó người ta nói như vậy á, thì mình chỉ nghe âm thanh, mình biết là âm thanh thôi. Mình không để cho cái trạng thái nó dính mắc, hoặc là cái trạng thái mà nó khó chịu nó khởi lên. Đó thì có nghĩa là chúng tôi muốn nói về cái điều này á, là Abhidhamma đó là đi thẳng vào, đi thẳng vào cái vấn đề hơn, đi trực diện vào cái vấn đề hơn. Còn ở trong tạng kinh đó thì chúng ta cần phải có nhiều cái điều để mà chúng ta phân tích ra. Đó thì ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong tạng kinh đó nói về u thọ đi, cái cảm thọ u đi, có những cái cảm thọ u cần phải xa lánh, có những cái cảm thọ u cần phải thân cận. Thì cái u nào á mà thân cận quý vị, là có nghĩa là những người mà người ta có cái sự mà người ta nghĩ về, thí dụ như người ta nghĩ rằng hồi trước kia phải chi mà mình biết Phật giáo sớm, mình sẽ tu tập, mình sẽ học nó được nhiều hơn vân vân. Thì cái cảm thọ u đó đó mình thân cận thì được. Tại sao vậy? Tại vì cái u đó nó khởi lên á, rồi để cho mình tiếp tục mình cố gắng mình học đó. Còn cái u, cái cảm thọ u đó mà nó làm cho mình buồn, rồi mình sẽ đi tìm đến những cái bất thiện pháp, thì cái cảm thọ u đó là không nên thân gần. Thì ở trong tạng kinh đó, thì thường thường chúng ta thấy rằng là dùng nhiều cái ngôn từ để mà giải thích. Còn đối với tạng Abhidhamma đó thì nói trực diện, nói cái trạng thái đó là không có thân cận, cái trạng thái đó nó bất thiện pháp vân vân. Đó thành ra đó ở trong Abhidhamma thì nêu thẳng lên những cái thuộc tánh cho chúng ta thấy rõ ràng để chúng ta đoạn trừ. Còn ở trong tạng kinh thì phải dùng nhiều cách này, cách này cách kia để giải thích tùy theo cái căn cơ của cái người đang nghe, hoặc là tùy theo cái bối cảnh của cái người đang nghe mà dùng cái cách thích hợp để mà giải thích. Đó thì đây là hai cái điều nó khác nhau giữa Abhidhamma và tạng kinh. Nói chung là cái cách để mà chúng ta nhận thức và chúng ta giải quyết thôi, bằng cách là đi trực diện hay là cần phải phết trương ra, phết tán ra một cách rộng rãi. Nó chỉ khác nhau là như vậy thôi, chứ nó không có khác nhau về cái ý nghĩa để mà đoạn trừ. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu thảo luận số 3 mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin tỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Sau thủ kinh trình đại diện Pháp Tính, tứ vị Phật tử khi chúng ta học vào Thắng Pháp thì chúng ta nên hiểu một điểm rằng Thắng Pháp Abhidhamma đặc biệt nhấn mạnh đến cái sự rạch ròi hay là tinh xác của từng pháp. Dĩ nhiên là có những cái phạm trù mà Abhidhamma có đề cập đến như là tứ triền hay là tứ bộc hay là tứ lậu cũng đề cập đến, nhưng mà căn bản trước nhất á, là Abhidhamma nói về các cái pháp bản thể mà ngài gọi thì là sự gọi là chi pháp nha. Chi pháp là cái đơn vị nhỏ nhất, và khi mà chúng ta nói về vĩ mô đó thì nó có khác với cách nói đại loại bình thường. Chúng tôi lấy ví dụ như là các bác sĩ họ nói đó, là nếu mà trẻ em mà chúng ta cho nó ở sạch quá, dạ, quá sạch đi, thì lớn lên nó dễ bị dị ứng. Cái gì dị ứng? Dị ứng với phấn hoa, dị ứng với cái này cái kia. Thật ra khi còn nhỏ đó, thì nếu nó quen là quen với môi trường,
thì nó sẽ tự tạo ra cái kháng thể. Lấy ví dụ là khi mà chúng tôi còn nhỏ, thưa quý vị, chúng tôi có khi đi vào trong ruộng uống nước ở trong ruộng, nước ruộng là nó bị phèn này, mà nước ruộng không có nấu được, có khi múc ở dưới ruộng là uống thôi, nhưng mà không có bệnh mà không có chết. Nhưng mà bây giờ sau nhiều năm sống bên Mỹ, nếu uống lại nước chắc chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ bị đau bụng. Thì thưa quý vị, như vậy là cái sạch và cái dơ mà của cái đời sống hàng ngày đó, đôi khi nó khác với cái sạch cái dơ của ở trong phòng thí nghiệm, hay ở những cái nơi mà bào chế thuốc, hay cách nói mà chúng ta nói một cách thuần. Dạ. Chỉ riêng chỉ sạch và dơ thôi. Dạ. Có một lần chúng tôi nghe một người nói về cái năng lượng sạch, thuyết trình về năng lượng sạch. Thì mặc dù nói về năng lượng sạch, nhưng mà rồi chúng ta chỉ muốn nói là thí dụ mình tạo ra năng lượng mặt trời. Năng lượng mặt trời là cách mà chúng ta có năng lượng mà không có thải ra những cái tháng khí, như là những nhà máy điện chạy bằng than chẳng hạn. Tuy nhiên cái năng lượng sạch và không sạch đó, thì nó chỉ đơn giản là có tháng khí hay là không có tháng khí thải ra. Nhưng mà cái chữ sạch và dơ đó thì quả thực là nó ở cái mức độ tương đối tùy theo cách mà nói, chứ không nghĩa là nó không hẳn là sạch sạch hoàn toàn. Giống như chúng tôi nói rằng có nhiều người Mỹ họ cho con nằm hay là bò ở dưới cái sàn của phi trường hay sàn nhà, mình nói cái đó là dơ hay là sạch thì tùy theo cách nhìn của mỗi người. Dĩ nhiên là cái sàn nhà đó nó sạch hơn là ở ngoài đất bụi ở bên ngoài, nhưng mà ngay cả cái bãi cỏ thì nó có cái sạch của bãi cỏ, sàn nhà có sạch của sàn nhà, ở trên giường có sạch của trên giường. Và cái sạch cái dơ đó nó là một cái nói tùy theo cái hoàn cảnh, chứ không hẳn có cái gì sạch rồi sạch tuyệt đối, mà có cái gì dơ dơ tuyệt đối ở đây. Cũng như có một lần chúng tôi nói về cái nóng cũng chẳng hạn, thì đặc biệt ở trong thắng pháp, thưa quý vị, cho chúng ta cái độ tinh sát, và từ đó chúng ta nhìn ngược lại cái nghiệp và những nghiệp của chúng ta làm. Ví dụ trong thắng pháp nói rằng có bảy cái tâm chavana, tức cái tâm xử lý cảnh đó. Và trong bảy tâm xử lý cảnh đó, đó thì thứ vị có sát na là tạo ra cái quả hiện tại gọi là hiện báo nghiệp, có cái sát na tạo ra quả báo đời sau gọi là sanh báo nghiệp, có sát na tạo ra quả báo đời sau sau nữa chúng ta gọi là hậu báo nghiệp. Thì cái sự phân chia ly chi đó, đó không có cần thiết khi mà chúng ta nói ở trong kinh tạng. Ở trong kinh tạng thì chúng ta chỉ nói rằng có những cái nghiệp quả báo nhãn tiền, có những nghiệp cho quả báo đi tái sanh trong đời kiếp đời sau, có những cái nghiệp mà nó còn nó trổ đời sau nữa. Thì chúng ta cũng nói ở đây không có một cái sự không có một cái gọi là mâu thuẫn giữa kinh tạng và tăng pháp tạng, hay hoặc giả là chúng ta nói về cái chữ định. Và định đó thì một cái người bình thường gọi là có định hay không định đó là người có tu thiền nhập định là phải có được thật sự là có cái tâm định ở cái mức độ mà cao, ít nhất là cận định hay là an chỉ định thì mới gọi là định. Nhưng mà thôi, trong thắng pháp thì cái định hay là ekakata hay là nhất tâm đó, nó có mặt ở trong tất cả tâm, dù kể cái tâm phóng dật cũng có định. Sư trưởng có một cái thí dụ như vậy là cái đèn pin á, thì thứ vì có những đèn pin nó có cái focus, nó có cái mình nó tập trung ánh sáng vào một điểm nào đó, là dù cái đèn pin nó chúng ta cầm, chúng ta quét tới quét lui, quét chỗ nào đi nữa, quét nhanh quét chậm, thì nó vẫn có một cái sự focus, và cái sự focus đó nó là focus của cái đèn. Nhưng mà nói rằng càng quét tới quét lui mà có focus thì nó kỳ, nhưng mà thật sự nó có cái focus. Ở đây là cái hai cách nói, bởi vì chúng ta nói rằng
khi mà mình nói mình phải hiểu rằng cái ngữ cảnh, chúng ta hiểu rằng chúng ta nói ở phương diện nào, ở trong cái bối cảnh như thế nào. Nếu chúng ta không có phân biệt rõ thì chẳng những chúng ta nhận sai mà chúng ta hiểu sai cái giá trị của thắng pháp. Đôi khi thưa quý vị, một vài vị giảng sư đó hay thường đem cái thắng pháp để đem áp dụng trong đời sống, cái gì cũng áp dụng thắng pháp hết. Nhưng mà kỳ thật thắng pháp là nói một chuyện khác. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là một cái chuyên gia về khoa học mà đem những cái công thức khoa học mà nói chuyện trong đời sống hàng ngày, có nhiều khi nó không có áp dụng được. Và tại vì cái đó rất là chuyên môn, và cái chuyên môn đó nó để giải thích cho vấn đề chuyên môn. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày thì chúng ta dùng cái gọi là common sense. Dù common sense là cái kiến thức, cái kiến văn về thưởng thức, để mà chúng ta để chúng ta có thể hiểu và sẽ làm đúng vấn đề, như vậy là được. Vì vậy đối với môn học thắng pháp, đặc biệt là khi chúng ta đi vào pháp chân đế đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là một cái lĩnh vực mà tương đối ngoài cái sự tinh sát rồi, còn giới thiệu cho chúng ta những điểm mà có lẽ nó hơi mới lạ. Và có lẽ nó hơi rất là mới lạ, nhưng mà việc này không có sao. Dạ, việc này không sao. Chúng tôi nghĩ rằng với cái sự kiên nhẫn của Chư Tăng và với cái thiện chí của tất cả quý Phật tử, thì lâu ngày nó sẽ trở thành một cái một kho tàng, trở thành một cái nguồn trí tuệ mà chúng ta có thể thừa hưởng được từ giáo pháp của Đức Phật. Thưa quý vị, chúng tôi biết rằng có rất nhiều vị giảng sư ngày hôm nay, vị pháp sư hôm nay giảng thì lựa theo cái ý thường thức mà nói, và giảng mênh mông, lấy cái ngôn ngữ người thế gian mà nói. Nhưng mà nếu khi nào mà quý vị nghe Chư Tăng, nhất là Thượng tọa Từ Siêu, khi mà định nghĩa chữ gì đó hay phân tích ngữ căn, hay nghĩ nó phát xuất từ chữ nào, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sự chính xác đó, nó đòi hỏi chúng ta một cái phương diện khác. Chúng tôi thường thí dụ đó là người bình thường của chúng ta thì nói rằng phước lộc thọ, ngay cả người Phật tử cũng có để ba cái tượng phước lộc thọ theo người Trung Hoa. Và phước là con đàn cháu đống, nhà cửa đông đảo sum vầy là có phước. Và lộc đó, tức là được hưởng cái bổng lộc, binh qua phú quý, giàu có, và thọ được sống lâu. Thì bây giờ thật ra ba cái khái niệm phước lộc thọ, chúng ta nói tóm lại là một người mà tài sản sung túc là phước. Xin lỗi, một người con cái đông đảo là phước, một người tài sản phú quý sung túc là lộc, và sống lâu là thọ. Nhưng mà cái chữ phước mà ở trong kinh Phật á, chữ Bùn Nhá đó, thì nó bao gồm cả ba cái khái niệm phước lộc thọ. Hơn thế nữa, cái phước trong kinh Phật đó, nó là một cái dưỡng tố để duy trì sự tồn tại những gì tốt đẹp. Chúng ta tạm hiểu là cái hoa mà nó thiếu nước thì nó héo đi, để mình héo, bây giờ có nước và nước sạch thì nó sẽ tốt, ví dụ vậy. Thì phước là sự nâng đỡ khiến cho những điều tốt đẹp được tồn tại. Thì như vậy, cái định nghĩa của cái chữ phước theo dân gian nó khác với Phật học. Và khi chúng ta định nghĩa theo Phật học đó, thì chúng ta phải định nghĩa lại. Và khi chúng ta định nghĩa theo Phật học và theo kinh tạng như vậy, nhưng mà theo tạng thắng pháp thì cũng phải ngược lại. Tại vì sao vậy? Tại vì tất cả tâm sắc đều có cái mạng quyền, và điều mạng quyền tức là cái khả năng duy trì, nâng đỡ. Nhưng mà cái phước mà ở trong thắng pháp tạng và trong kinh tạng đó, thì thắng pháp tạng định nghĩa một cách rất là ly chi, và rất là ly chi thế nào là phước. Nên về điểm này đó, nó rất là lợi lạc nếu chúng ta bỏ thời giờ để học. Chúng tôi cũng thưa rằng khi đi vào thắng pháp áp vị thâm á, thì quả thật là có nhiều điều xa lạ. Nhưng mà chúng tôi cam đoan với Phật tử rằng có rất nhiều điều lợi ích lắm, rất là lợi ích để chúng ta tìm hiểu về môn này. Thật sự mà nói đó, thì
trước kia chúng tôi có hơi ngần ngại, và chúng tôi có hơi ngần ngại là làm thế nào để giảng môn thắng pháp mà không có cái đồ hình minh họa cho quý vị được, mà chỉ giảng bằng lời ở trên PowerPoint. Thường tội tự siêu cũng ái ngại như vậy. Nhưng mà kỳ thật thì bây giờ có cái Zoom đó thưa quý vị, chúng ta có thể có hình ảnh, có âm thanh, và đại khái chúng ta có thể như là cầm cái viết permanent marker hay là phấn để viết lên bảng rất là dễ dàng. Quý Phật tử, chúng tôi nói điều này không phải là nói xấu sau lưng thượng tọa từ siêu, nhưng mà quý Phật tử cũng cảm thông điều này, đó là khi mà chúng tôi mới thỉnh sư trưởng và thượng tọa từ siêu vào giảng trong PowerPoint á, thì các ngài cũng phiền hà giống như thượng tọa từ siêu phiền hà về Zoom bây giờ vậy. Lúc đó đó sư trưởng nói như vậy là giảng pháp mà dù cho một người hai người mà ngồi trước mặt mình thì bị giảng, còn bây giờ mình nói chuyện với cái máy thì giống như nói chuyện gốc cây. Nhưng mà rồi năm dài tháng rộng là sư trưởng của quen, và về sau này sư trưởng cũng rất là thành thạo, mở máy tự vào phao thoát rồi. Bây giờ nếu chúng ta từ chối Zoom thì chúng ta sẽ buông thõi, chúng ta không làm được, chỉ phao thoát là vô người nói người nghe thôi, một người nói và quý vị nghe thôi chứ không làm gì hết. Ở trong thì có lẽ là bây giờ thì chúng ta giảng cả hai, nhưng mà một ngày nào đó đó thì có lẽ chúng ta phải chuyên chuyển qua Zoom hay là một hình thức nào khác, để khi chư tăng giảng giải quý vị có thể nhìn thấy hình ảnh, âm thanh, chú thích và những điểm nào cần phải gạch dưới, những điểm nào những tại hiện nay người ta vẫn dùng cái này để chơi mở những lớp học online. Thì thật ra ở Mỹ bây giờ quý vị, người ta đang có cái tranh luận rất lớn mà nó mang cái chính trị, đó là có nên mở cửa trường học vào mùa thu này hay không. Sau mùa hè học sinh đi học trở lại thì có nơi cương quyết phải mở cửa, nơi không cương quyết phải mở cửa. Còn chúng ta ở đây thì không có cần tranh luận về việc đó. Chúng ta biết rằng trong cái mùa đại dịch này người ta sử dụng cái phương pháp dạy online, thì chúng ta sẽ đem áp dụng vào trong lớp học. Và chúng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó thì tất cả chúng ta, dù là chư tăng hay quý Phật tử, sẽ rất là thoải mái, dễ dàng để vào Zoom và thấy rằng mỗi người có thể sử dụng Skit hay là Google và Google Meeting hoặc là Zoom. Có lẽ là lâu ngày chúng ta đổ Google Meeting cũng giống như vậy. Và những cái cách này đó thì thưa quý vị, nó sẽ khiến cho cái lớp học đó, mà quý vị nghe một cách tích cực hơn, dễ tham dự hơn và dễ theo dõi hơn. Chúng tôi cũng đồng ý rằng thời gian ban đầu nó không có đơn giản. Hồi xưa thưa quý vị, chúng tôi nhớ thời mà mới bắt đầu PowerPoint á, mà chỉ dẫn cho quý vị vào PowerPoint cũng là một vấn đề, mà để chư tăng vào để giảng cũng là một vấn đề. Lúc đó nó có trường hợp là có nhiều vị giảng mà không muốn vào PowerPoint thì phải tốn tiền điện thoại giảng qua điện thoại. Dạ, dẫn qua điện thoại. Rồi dần dà rồi chúng ta cũng quen thôi. Dạ, dần dà quen. Và khi nó quen rồi thì chúng tôi nói từ đầu thì siêu nghe, từ đầu buồn chứ. Cái chuyện này nó dễ gấp trong lần cái chuyện mà từ đầu cất chùa. cất chùa đòi hỏi khó khăn hơn nhiều. Chứ thực sự là xài Zoom thì nó không đến nỗi như vậy. Nhưng mà rồi cũng quen. Rồi cũng quen. Mặc dù tôi thì sẽ nói như vậy, nhưng mà chúng tôi cũng hy vọng rằng dài vài ba tháng nữa, không dừng lúc đó thì tôi sẽ đòi tất cả quý Phật tử bị nào phải có Zoom để tôi gọi giảng. Thì lúc đó chúng ta nói rằng sự tội còn hăng hái hơn chúng ta nữa. Bây giờ chúng tôi sẽ kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Zoom Phật Pháp Buddha Tâm Ma. Kính chân chư vị giảng sư đã vào Zoom để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thủ lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong Zoom, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập.
Hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sư Ngân Viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc tiêu tôn đức thân tâm thượng lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng tự tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Gia Gia Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị. Cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Yeah.
Chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Bố Thí Tham Má xin phép được đóng trung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bố Thí.